gia đình kín tiếng của hoàng tử gió một mình gánh vác lo cho bốn người đoạn clip chia sẻ về gia đình kín tiếng của hoàng tử gió bỗng được cộng đồng mạng đồng loạt đào xới lại vụ việc hoàng tử gió hoàng đức nhân tử vong tại một trung cư cao cấp ở hà nội hiện đang thu hút sự chú ý của nhiều người những thông tin bên lề về nhân vật này liên tục được cộng đồng mạng đào xới lại trong đó có đoạn clip hoàng tử gió chia sẻ về gia đình kín tiếng của mình trên trang facebook cá nhân rất hiếm khi nhân vật này nhắc về người thân trong đoạn clip trả lời phỏng vấn trên truyền thông, Hoàng Đức Nhân cho biết bố mẹ anh đã ly dị. Dưới anh còn có một người em trai sinh năm 2004. Gia đình tan vỡ, anh chuyển về sống cùng bố và người bà bị tâm thần phân liệt. Do bố mẹ đều làm kinh tế kém nên Hoàng Tử Gió phải lo cho hai gia đình, vừa phải lo cho bố và bà, vừa phải lo cho cả mẹ lẫn em trai. Anh cũng chia sẻ quá khứ không được học hành đến nơi đến chốn như những bạn bè cùng lứa. Do không được học hành đến nơi đến chốn nên tất cả kiến thức kinh nghiệm đều do mình tích lũy. Từ những cuốn sách mình đọc, từ những người bạn mình chơi, từ kinh nghiệm thực tế mình trải nghiệm, chứ mình không có kiến thức từ trường lớp hay được đi học, lấy những tấm bằng chứng chỉ, nên mỗi lần vấp ngã, mình lại học, học từ chính những sai lầm. Quá khứ về gia đình kín tiếng của hoàng tử gió, bố mẹ ly dị, không có bằng cấp, không được học hành đến nơi đến chốn. Từng nổi tiếng với biệt danh phục vụ bàn điển trai, những năm gần đây, hoàng tử gió khiến tất cả xôn xao khi tham gia vào loạt video đánh nhau bạo lực hay thậm chí là chơi tiền ảo. Trên kênh youtube với hơn 230.000 lượt đăng ký của mình, Hoàng tử Gió thường xuyên đăng tải các video có nội dung tham gia cá cược nhị phân trên nền tảng WeFinex. Cùng với fanpage Facebook có hơn 670.000 lượt theo dõi, người này cũng tích cực chia sẻ các video hướng dẫn vào lệnh với những hứa hẹn về mức lợi nhuận cao, nhằm lôi kéo thêm nhiều nhà đầu tư mới. Hoàng tử Gió cũng từng bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ vì livestream sử dụng chất kích thích trong quán bar. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé